những vụ án chấn động dư luận, thủ phạm gây án giấu mặt và nguy hiểm, những dấu vết bị xóa mờ, hành trình giải mã và triệt xóa cả của các chiến sĩ công an nhân dân. Mưu trí, quyết đoán, dũng cảm. Tất cả sẽ có trong Lần Theo Dấu Vết, phát sóng vào lúc 19 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.